Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải bài tập 3.24, trang 69 sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau. A nhỏ, khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận 1 diop. B nhỏ, ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 diop để đọc sách báo. Trước khi trả lời cho bài tập này thì cô và các em sẽ cùng đi ôn lại một số phần kiến thức liên quan đến số nguyên. Các em sẽ mở lại cho cô phần sách giáo khoa trang 58. Ở đây cô có cách sử dụng số nguyên âm và số nguyên dương trong quá trình biểu đạt một sự vật hiện tượng nào đấy. Thì ở đây này, người ta sẽ dùng số nguyên dương để biểu thị độ viễn thị đó, và sử dụng số nguyên âm để biểu thị độ cận thị. Đấy, nên là khi mà chúng ta muốn biểu diễn một số nguyên âm, cô sẽ khi mà chúng ta muốn diễn đạt về độ cận thị thì chúng ta sẽ sử dụng số nguyên âm, và khi mà muốn diễn đạt về độ viễn thị thì chúng ta sẽ sử dụng số nguyên dương. Vậy bây giờ quay trở lại với bài tập 3.24 này. Với phần kiến thức cô vừa nhắc lại thì ở đây cô sẽ trình bày lời giải chi tiết cho bài tập này như sau. Ở ý A nhỏ, đề bài đề cập đến bạn Quang đúng không ạ? Phải mang kính cận, các em có thể nhìn thấy chữ kính cận ở đây đúng không? Là biểu thị độ cận thị là 1 diop. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng số nguyên âm để biểu thị cho, để diễn đạt cho độ cận thị mà bạn ấy cần phải mang kính này. Vậy ở đây cô sẽ diễn đạt lại câu nói này như sau. Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính, đề bài cho là đã phải mang kính cận, nhưng bây giờ cô sẽ thay cái từ kính cận này thì cô sẽ thay thành cụm từ là bạn ấy đã phải mang kính âm 1 diop, được chưa? Bạn ấy đã phải mang kính âm 1 diop. Tương tự như vậy, cô sẽ diễn đạt với câu nói thứ hai. Các em có thể nhìn thấy chữ kính lão đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng số nguyên dương để biểu thị độ mức độ của cái kính mà ông bạn Quang cần phải đeo, đúng chưa ạ? Vậy ở đây cô có ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính 2 diop để đọc sách báo. Rồi, vậy là bằng cách sử dụng số nguyên âm và số nguyên dương thì cô và các em đã trình bày xong lời giải cho bài tập 3.24. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em một tập tốt.